Cái lúc mà TikTok nó mới ra đời, thật sự tôi phải nói rất là hoang mang. Bởi vì tại sao những cái nội dung giáo dục mình làm á, nó bị flop, hoài nghi bản thân, rồi đắn đo, rồi sợ sệt. Mà những người không giỏi tiếng Anh họ cảm thấy sợ. Anh tốt nghiệp thủ khoa đầu ra ngành công nghệ sinh học của trường Đại học Khoa học Tự nhiên Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng mà không biết là vì sao mà anh lại khởi nghiệp với vai trò là một giáo viên dạy tiếng Anh. Có điều gì đằng sau này ạ? Cảm ơn Yến Thi và xin chào các bạn. Xin chào quý vị quan khách. Trước khi trả lời câu hỏi của Yến Thi là tại sao mà tôi lại có một cái bước chuyển ngành đột ngột như vậy, thì tôi muốn chia sẻ một chút xíu cái cảm giác của mình khi ngồi ở đây và khi nghe hai bạn chia sẻ và sắp sửa nghe Tiên chia sẻ. Thì ở đây tôi vừa cảm thấy vinh hạnh vì được là một cái người sắp sửa lan tỏa cái lối sống đẹp, nhưng cũng vừa xấu hổ khi mà tôi thấy hai bạn ở đây. Hai bạn 21 tuổi. Tôi bèn nhớ lại cách đây 10 năm tròn. Lúc đó tôi làm gì 21 tuổi? Lúc đó tôi không có nghĩ được như các bạn. Lúc đó tôi chỉ mới có lo học, rồi lo chơi. Cùng lắm là đi làm thêm. Nhưng mà đi làm thêm là để kiếm tiền, là để nuôi mình. Để đỡ cho ba mẹ mình. Mình nghĩ được tới đó là mình cũng thấy mình cao cả lắm rồi. Nhưng mà bây giờ các bạn lại nghĩ ra được nãy các bạn nói là hướng ngoại đó. Hướng ngoại đây tức là nghĩ cho cộng đồng đó. Là tôi thực sự tôi cảm thấy rất là may mắn khi mà thế hệ càng ngày càng nghĩ tới cộng đồng. Rồi còn một cái nữa là hình như hai bạn làm cái đó trên TikTok đúng không? Đó, cái lúc mà TikTok nó mới ra đời, thực sự tôi phải nói rất là hoang mang. Bởi vì tại sao những cái nội dung giáo dục mình làm á, nó bị flop, tức là nó bị không có được ai chú ý. Trong khi những cái nội dung như em nói đó, giật gân, rồi đánh nhau, rồi drama, rồi chửi nhau, thì nó lại lên xu hướng dễ dàng như vậy. Lúc đó tôi nghĩ chết rồi, cái này là xã hội sắp sửa đi xuống rồi. Nhưng mà lúc đó tôi cảm thấy tôi hơi bi quan. Và nhờ các bạn, rõ ràng là gì, chúng ta không thể thay đổi bởi vì đó là bản chất. Mà thực ra cái đó không phải là bây giờ người ta mới xấu, ngày xưa người ta đã xấu rồi. Ngày xưa là thấy đụng xe ngoài đường bu bu là mình đã có bắt đầu mình bu bu rồi, mình cũng xấu rồi. Nhưng mà bây giờ thì nhờ các bạn đã tận dụng được cái mà nó chưa đẹp, các bạn xây dựng nên những cái đẹp đó, thì thật sự phải nói là rất là cảm ơn các bạn. Và phải cố gắng để sau này dùng những cái công cụ đó để tiếp tục lan truyền và truyền cảm hứng cho mọi người. Còn cái lý do tại sao mà tôi chuyển ngành đó thì nó dài lắm em. Bây giờ cho dù mà tôi có kể được cho em trong vòng khoảng chừng 2-3 phút thì nó cũng không thể nào đầy đủ những cái cung bậc cảm xúc mà tôi đã trải qua, từ cái việc là hoài nghi bản thân, rồi đắn đo, rồi sợ sệt, rồi hoang mang, rồi đủ thứ những cái cảm xúc thường là tiêu cực ở trong đó hết. Và tôi còn có cả sự đấu tranh nữa, đấu tranh với nhiều lắm, đấu tranh với gia đình tôi, đấu tranh với thầy cô của tôi và đấu tranh với chính bản thân của mình. Lúc đó mình đâu có biết là mình sẽ được gì đâu, đúng không? Lúc đó là tôi tốt nghiệp đại học khoa học tự nhiên ngành kỹ thuật ngành kỹ thuật, nó không liên quan gì tới công việc hiện tại của tôi bây giờ là giáo viên tiếng Anh. Lúc đó tôi đâu có biết là cái hướng đi của mình rẽ hướng như vậy nó sẽ được cái gì hay là nó sẽ không còn gì hết. Đó, thì tôi chỉ có thể tóm tắt cái câu trả lời để cho câu hỏi của em là tại sao tôi lại chuyển đó. Thì nó chính là việc tôi nhận ra khi mà tôi giảng dạy tiếng Anh, tôi làm cho mọi thứ nó trở nên dễ hiểu. Những thứ vốn mà những người không giỏi tiếng Anh họ cảm thấy sợ, và tôi làm được cái chuyện đó, tôi cảm thấy vui. Và tôi nhận ra là khi mà mình mang lại cái niềm vui cho người khác thì bản thân mình cũng vui. Vậy thì rốt cuộc là do tôi ham vui thôi. Nhưng mà cái ham vui này nó mang lại kết quả cho người khác, thế là mình nghiện cảm giác đó và từ từ nó chuyển. Thì chắc là cũng là vì lý do đó đó em. Tức là cho dù là mình sau khi ra trường mình làm một công việc là cho dù là không đúng ngành nghề, không đúng chuyên môn của mình, tuy nhiên là vẫn đem lại, mang lại một giá trị cho người khác thì mình sẽ cảm thấy vui và mình sẽ hết lòng vì nó, đúng không ạ? Và cũng xin được chia sẻ với anh Thái Dương là thật sự em biết đến anh vào thời điểm này của năm ngoái. Ở thời điểm mà anh sáng tác và trình bày cái ca khúc là Sài Gòn Tôi Sẽ. Và đây là ca khúc cũng đã thu hút được rất nhiều sự chú ý của mọi người. Và anh cũng từng chia sẻ thì ca hát và sáng tác chỉ là sở thích của anh mà thôi. Tuy nhiên trong thực tế thì cũng không phải ai cũng có thể trở nên nổi tiếng hay là được nhiều người biết đến nhờ vào sở thích của mình. Vậy theo anh có suy nghĩ gì khi mà bài hát của anh ra mắt vào đúng thời điểm và tạo được tiếng vang như vậy? Cảm ơn câu hỏi của Yến Thi. Lúc đó tôi không có mong đợi là nó sẽ như thế. Lúc đó, và đó cũng không phải là bài hát đầu tiên mà tôi sáng tác.
tôi còn đã sáng tác rất là nhiều bài rồi mà không ai để mắt tới. Mà cũng bình thường thôi, tại vì mình không phải là nhạc sĩ, mình không phải là ca sĩ, chuyện đó rất bình thường. Mình là giáo viên đúng không? Thì mình có nhiều người thì họ có cảm xúc này cảm xúc kia, họ chia sẻ lên Facebook. Có những người thì họ tám với nhau, nhưng mà tôi khi mà tôi có cái tâm trạng như đó thì tôi viết nhạc và tôi hát và tôi chia sẻ lên vậy cho các học trò của tôi nghe thôi. Thì lần đó cũng là một trong những lần mà tôi có nhiều cảm xúc và tôi chia sẻ lên mạng, nhưng may quá là nó đúng thời điểm đó người ta cần một cái món ăn tinh thần và cái thực phẩm âm nhạc của tôi nó phù hợp với khẩu vị, cho nên người ta đón nhận. Cảm xúc đúng chạm rồi, đến cảm xúc đó là chỉ đơn giản như vậy thôi. Rồi với lại nhiều khi cái vốn âm nhạc của mình nó khiêm tốn, nó không có, cho nên là mình chỉ có thể xây dựng được những giai điệu đơn giản như vậy thôi, những cái hợp âm đơn giản như vậy thôi, nhưng mà may quá nhờ vậy mà người ta mới đón nhận dễ dàng, tại nó dễ mà. Đó. Và cái thứ ba nữa đó là do cái, tôi nghĩ là do cái tính chất nghề nghiệp của mình phải sử dụng những cái ngôn ngữ dễ hiểu đó, cho nên là cái âm nhạc của tôi nó cũng rất là dễ hiểu, mà tôi hay gọi là lộ liễu đó, nghe cái là biết liền, không có giấu giếm gì hết, cho nên người ta dễ đón nhận. Và còn em hỏi cái cảm giác của tôi, cảm giác tôi hơi bất ngờ. Tôi cố gắng bao nhiêu năm nay, bao nhiêu năm tôi lăn lộn trong cái gọi là mở ngoặc kép sự nghiệp giáo dục, đóng ngoặc kép, mà tôi không có được công nhận là thầy giáo, đến nỗi mà tôi phải nói với các bạn ban tổ chức là em kế bên cái tên của anh nhớ để thầy giáo 9X để cho người ta biết cái nghề của mình nha. Không được công nhận gì mà sau cái bài đó Google đã định nghĩa tôi là một musical artist, tức là nghệ sĩ âm nhạc. Tôi thấy ủa sao kỳ vậy. Dạ vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ của anh rất là nhiều. Quả thực Yến Thi cũng là người nghe rất là nhiều bài hát, bài Sài Gòn Tôi Sẽ. Cho đến bây giờ nghĩ lại cũng không nhớ là mình đã nghe đi nghe lại bao nhiêu lần cái bài hát đó. Và khi mà mỗi lần nghe lại bài hát đó thì cảm xúc luôn rất là bồi hồi. Khi mà nghe đến bài hát đó là phải luôn nhớ về thành phố Hồ Chí Minh. Khoảng thời gian này ở một năm trước cực kỳ khó khăn. Và người dân thì cũng đã phải đồng lòng rất là nhiều để có thể vượt qua. Và một câu hỏi nữa em muốn dành cho anh đó chính là, có không ít người người ta nghĩ là sống đẹp thì cần phải làm những việc rất là to lớn, như là phải cứu người hay là phải đi bảo vệ quê hương tổ quốc. Nhưng mà cũng có người người ta tin rằng là chỉ cần lan tỏa được những điều tốt đẹp, truyền được cảm hứng cho người khác thôi. Thì anh suy nghĩ như thế nào? Giống câu hỏi IELTS quá ha. Đầu tiên là tôi phải nói về cái sống đẹp đó. Đầu tiên là cái chữ đẹp. Ở trong tiếng Anh chắc các bạn biết sẽ có cái thành ngữ là Beauty is in the eye of the beholder. Có nghĩa là cái đẹp phụ thuộc vào mắt người nhìn. Cho nên đối với người này thì cái vậy là đẹp, có đứa người khác như thế là đẹp. Thì sống đẹp cũng vậy đó. Nhưng mà có một điều chắc chắn, cái đẹp dù cho mình có tranh cãi thì nó cũng đều hướng tới một cái là làm cho người khác cảm thấy vui mắt. Thì ở đây sống đẹp cũng vậy, làm cho người khác cảm thấy vui lòng. Vậy thì bất cứ việc gì mình làm, thí dụ có điều kiện kinh tế như hai em, thấy không? Hai em có, trời tôi nhìn nãy tôi nghe đó, trời cứ mỗi lần vậy em cho 500 tiền đâu em cho vậy, thí dụ vậy. Thì có điều kiện kinh tế thì làm theo kiểu có điều kiện kinh tế, có sức ảnh hưởng thì làm theo điều có sức ảnh hưởng. Rồi bây giờ mình không có gì cả thì mình làm theo cái cách của mình, miễn cuối cùng mang lại niềm vui cho người khác thì là sống đẹp. Và Yến Thi cũng có biết là anh cũng có lan tỏa tinh thần tích cực đến với cộng đồng Mentors. Vậy thì anh có chia sẻ hay là giới thiệu gì về cộng đồng của mình ạ? Em đọc là Mentors chứ thực Mentors. Ra nó là mến trò em ạ. À, mến trò ạ. Ok. Chia sẻ hả? Thì thực ra đó chỉ là những người học trò của tôi thôi. Những người học trò, và phải nói là những người học trò không được nhiều điều kiện để học. Không nhiều điều kiện về kinh tế lẫn không nhiều điều kiện về địa lý, tức là không phải ở thành phố Hồ Chí Minh, có thể ở vùng sâu vùng xa, ở Cao Bằng, Lạng Sơn, Côn Đảo, Phú Quốc, thậm chí ở Moscow, ở đó nếu giống như tiếng Anh đâu có thì chẳng hạn vậy đó, không có điều kiện đó ha. Rồi không có điều kiện về năng khiếu nữa, đâu phải là ai cũng có thể học cái là biết liền đó. Thì những người đó họ cần tôi, thì tôi phải làm một cái người luôn luôn phải dạy cho dễ hiểu để truyền kiến thức đến họ, và bên cạnh đó còn làm này làm kia để cho họ vui nữa. Thì đó là cái chia sẻ một chút xíu về cộng đồng của mình. Dạ, xin được cảm ơn anh rất là nhiều. Và hy vọng là sự nghiệp giáo dục của anh sẽ ngày càng phát triển, và anh sẽ ngày càng lan tỏa thêm được những điều tích cực đến với các bạn ạ. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn, và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.